Em Kiên xin kính chào các bác nhá. Thì hôm nay bên em có về một con Fiesta đời 2015. Máy số zin, keo chỉ nguyên bản nhá các bác nhá. Đây em xin quay một vòng quanh xe cho các bác xem đây. Đây. Đã được trang bị 4 cảm biến áp suất lốp rồi. ABS này, phanh đĩa này. Cái mâm này rất là đẹp nhá các bác nhá. Mâm đời 2015 rất là đẹp. Đây. Xi nhan tích hợp trên gương đây. Em xin quay nội thất cho các bác xem nhé. Nội thất con này thì tuyệt vời. Keo chỉ đây. Zin nhá các bác nhá. Đây, vô lăng này. Vô lăng rất là đẹp này. Ghế này. Đấy. Ghế đẹp chưa các bác ơi? Chưa bị hao mòn gì nhá các bác nhá. Nếu mà một chiếc xe đi nhiều thì nó sẽ bị rách ở chỗ phần da này. Đây. Củ số đây các bác ơi. Củ số đây. Vô lăng củ số này. Trần nỉ nguyên bản nha các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản này. Hàng ghế sau đây. Xe rất chi là mới này các bác ơi. Đấy, nội thất rất là tươi nha các bác nhá. Nội thất rất chi là tươi nhá. Để em đi một vòng quanh xe cho các bác xem nhá. Con này máy số zin nha các bác nhá. Đời cao 2015. Máy 1.5 đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, đã được trang bị bi gầm này. Rất là sáng nha các bác nhá. Biển 88 Vĩnh Phúc. Đây. Sơn xi nét căng nha các bác nhá. Các bác nhà mình có nhu cầu mà tìm một dòng hatchback khỏe khoắn, trẻ trung thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đây. Cái tầm tiền dưới 300 thôi các bác ạ. Tí em sẽ báo giá cụ thể. Đấy. Em xin quay gầm xe cho các bác xem này. Gầm bệ này. Gầm bệ rất chi là mới nhá các bác nhá. Gầm bệ mới nhá, nét căng này các bác ơi. Đây. Gầm bệ rất là nét này. Cốp sau rất rộng rãi nhá các bác nhá. Tuy là hatchback thôi nhưng mà cốp sau rất là rộng. Để được rất nhiều đồ. Đấy. Cốp sau rộng rãi nhá. Thì con này với mức nhiên liệu thì tầm khoảng độ 6 lít rưỡi trên 100 km thôi các bác ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Em xin phép quay khoang động cơ cho các bác xem nhé. Động cơ nổ rất là giòn. Đây có nút start stop đây. Bấm một phát nổ luôn cho các bác nhé. Đấy. Bấm là nổ luôn nhé. Máy đang nổ đây các bác ơi, rất là êm nhá. 4 máy. Êm chưa các bác ơi? Đây. Tiếng nổ rất là êm nhá. Khoang động cơ rất là sạch sẽ, gọn gàng. Đấy. Tuyệt vời luôn các bác ạ. Chủ xe đã độ lên đèn bi. Đấy, đèn bi đây. Siêu sáng nha các bác nhé. Đấy, khoang máy động cơ đấy. Các bác nghe tiếng nổ êm chưa? Không có rung một tí gì nha các bác nhé. Em bên em đã kiểm tra hết rồi. Khoang động cơ rất là sạch sẽ. Không có bị ẩm dầu một chút gì nha các bác nhé. Lắp dàn cò này, mặt máy này, đấy các te này không bị ẩm dầu nha các bác nhá. Rất là khô, ráo. Không ẩm dầu.
với cái tầm tiền 279 triệu, em xin thông báo luôn để các bác nhà mình đỡ phải mặc cả nhiều. 279 triệu, vâng, chỉ với 279 triệu thôi thì các bác nhà mình đã sở hữu được một em Fiesta đời 2015, máy số keo chỉ zin nhá các bác nhá, rất là đẹp. Vâng, một lần nữa em xin kính chào các bác. Bên em sẽ về rất là nhiều dòng xe giá hợp lý, ngon bổ rẻ cho các bác mình lựa chọn nhá. Khi nào em về thì em lại lên sóng cho các bác xem. Đây, hôm nay em chỉ quay tạm thời một con xe dòng hatchback nhưng phân khúc hạng B nhá các bác nhá, rất là đẹp. Đây, em xin quay một lần nữa cho các bác xem đây, đẹp chưa? Vâng, em Kiên xin kính chào các bác nhá.